Hệ thống thanh toán bằng thẻ Visa tại châu Âu đã gặp sự cố nghiêm trọng khiến nhiều giao dịch thanh toán, mua bán đã không thể thực hiện được trên toàn châu Âu. Bộ phận thẻ thanh toán Visa châu Âu đã gửi lời xin lỗi tới các khách hàng và đã tìm cách để khắc phục. Hiện hệ thống thanh toán của hãng đã hoạt động trở lại gần như bình thường. Hãng cũng xác nhận sự cố trên không phải là hậu quả của một cuộc tấn công mạng mà chỉ là lỗi của phần cứng. Khi sử dụng các công cụ tìm kiếm trên Internet, các bạn sẽ phải gõ các từ khóa để tìm ra những nội dung mong muốn. Nhưng hãy thử tưởng tượng bạn sẽ làm gì khi trong tay chỉ có một bức ảnh, trong khi đó lại muốn tìm ra địa điểm nơi bức ảnh được chụp. Một công cụ mới được phát triển bởi các nhà khoa học Cộng hòa Séc sẽ giải quyết vấn đề này. Thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. Các nhà khoa học của Đại học Công nghệ BRNO Cộng hòa Séc vừa phát triển một hệ thống cho phép xác định chính xác các địa điểm trên thế giới chỉ từ một bức ảnh chụp. Thực hiện quá trình tìm kiếm, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu hình của bức ảnh với các thông tin địa lý để tìm ra địa điểm mong muốn. Bên cạnh dữ liệu địa lý, hệ thống còn phân tích dựa trên điều kiện ánh sáng và trọng tâm hình ảnh để tìm ra chính xác địa điểm được yêu cầu. Ngay từ năm 2010, các dữ liệu hình ảnh đã bắt đầu được tập hợp để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tìm kiếm. Thành phố Sacramento, bang California là thành phố đầu tiên của Mỹ bắt đầu thử nghiệm biển số xe điện tử. Những chiếc biển số này sử dụng công nghệ không dây và cho phép người lái thay đổi các thông tin hiển thị trên biển số từ xa. Biển số điện tử có thể hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe bị lấy cắp hoặc các thông tin cảnh báo quan trọng khác khi xe đang di chuyển. Tuy nhiên, mỗi chiếc biển số này có giá lên tới $699, cộng với mức phí sử dụng là $7 một tháng. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, khoảng 16:30 chiều qua, người dân phát hiện một con cá hố rồng dài khoảng 3 mét bơi vào rạch cửa sót thuộc địa bàn xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo quan sát, con cá hố rồng toàn thân màu đốm bạc, vây màu vàng sậm, óng ánh rất đẹp mắt. Phần đuôi của cá bị thương, nhiều khả năng là do bị cắt bởi chân vịt của tàu. Cá bơi vào bờ một khoảng trong một giờ và rất đông người dân đã đến chụp ảnh, thậm chí là còn có thể nâng cá lên khỏi mặt nước. Sau đó thì cá hố rồng lại lặng lẽ bơi ra xa và lặn xuống biển. Cá hố rồng được người dân miền Trung xem là linh vật của biển và thường sống ở độ sâu hơn 1.000 mét, ít khi ngoi lên mặt nước kiếm ăn. Thỉnh thoảng thì người dân cũng đánh bắt được, nhưng thường là loại cá hố có kích thước nhỏ hơn. Do vậy, việc cá hố rồng xuất hiện gần bờ với chiều dài gần 3 mét đã gây ra sự ngạc nhiên rất lớn đối với người dân địa phương. Để minh họa rõ nhất cho chủ đề sự bùng nổ nhanh chóng của máy bay không người lái, trang bìa tạp chí Time số phát hành ngày 11 tháng 6 năm 2018 đã được thực hiện bởi 958 chiếc máy bay không người lái phát sáng lơ lửng trên bầu trời. Đây cũng là ảnh bìa đầu tiên của Time được chụp bằng máy bay không người lái. Time đã hợp tác với đội ngũ Drone Lasso của Intel để bay và ghi lại khoảnh khắc 958 chiếc máy bay tạo ra ảnh bìa trên bầu trời tại California. Theo Petapixel, đây là một trong những dự án trình diễn máy bay không người lái lớn nhất được thực hiện tại Mỹ với độ cao hơn 100 mét. Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Anh đã ứng dụng thành công công nghệ in 3D để tạo ra giác mạc có thể cấy ghép trên người. Các nhà khoa học tại Đại học Newcastle đã trộn tế bào gốc từ một giác mạc hiến tạng khỏe mạnh với alginate, một chất gel chiết xuất từ rong biển, và collagen để tạo ra một loại mực sinh học có thể sử dụng để in các giác mạc trong vòng chưa tới 10 phút. Mặc dù vẫn cần thử nghiệm sâu hơn, song các nhà khoa học hy vọng kỹ thuật này có thể ứng dụng phổ biến trong vòng 5 năm tới. World Cup thường được gọi là ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Càng tới ngày khai mạc thì không khí bóng đá càng nóng dần. Thế nhưng không phải chỉ bởi trên hành tinh này mà ngay ở ngoài vũ trụ, bầu không khí bóng đá cũng đang được hâm nóng. Quý vị có tin không? Các nhà du hành vũ trụ của Nga đã được trải nghiệm một cách chơi bóng không thể thú vị hơn. Đá bóng trong môi trường không trọng lực. Quả bóng được đưa lên tàu vũ trụ Soyuz MS-08 vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Mặc dù có thể thoải mái bay lượn như những siêu anh hùng, nhưng chơi bóng ở dưới đất có vẻ như là vẫn dễ hơn chơi bóng trên không trung. Chú mèo Achilles ở bảo tàng nổi tiếng Hermitage của Nga đã được chọn làm thánh để dự đoán các trận đấu tại World Cup 2018. Hiện tại thì mèo Achilles đang bận rộn để ghi nhớ tên và quốc kỳ của các quốc gia tham dự giải đấu này. Mèo Achilles được chọn mặt gửi vàng sau khi đã vượt qua thử thách ở Confederation Cup 2017. Cách đây một năm thì Achilles đã dự đoán chính xác kết quả đội thắng ở 3 trên 4 trận mà chú trổ tài. Phương pháp dự đoán của mèo Achilles là chọn giữa hai khay thức ăn có gắn với lá cờ của các đội liên quan tới trận đấu.
Nếu như chú chọn khay thức ăn có cờ của đội nào thì có nghĩa là đội đó giành chiến thắng. Giúp người tham gia giao thông, nhiều người dân địa phương đã nhiệt tình làm biển chỉ dẫn phụ đặt ngay cầu Tân Mỹ nằm trên tuyến nối hai cầu. Xem ra chỉ dẫn của bà con còn dễ hiểu hơn cả biển hướng dẫn của ngành chức năng. Một tin tức quốc tế cập nhật, giới chức thành phố Lüneburg ở miền Tây nước Đức đã vừa ban hành cảnh báo người dân nên ở trong nhà và đóng chặt cửa khi nhiều con thú dữ của vườn thú Efei của thành phố này vừa bị sổng chuồng. Số thú dữ sổng chuồng và thoát ra ngoài phạm vi vườn thú nói trên bao gồm 2 con sư tử, 2 hổ và 1 báo. Lực lượng chức năng đã bắn hạ 1 con gấu. Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến cho mực nước sông dâng cao, phá hỏng các chốt cửa và hàng rào những chuồng thú sát bờ sông là nguyên nhân dẫn đến vụ sổng chuồng này. Hiện tại thì ban quản lý đang tiếp tục kiểm tra số thú trong vườn cũng như là các chuồng trại, đồng thời đã chuyển một số loài đến khu vực khác.